có những dấu câu. Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy, anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩa đơn giản. Sau đó không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh ta bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không suýt xoa. Không có gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện. Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình, anh ta cũng không biết. Anh ta đã đánh mất khả năng học hỏi, đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều. Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được nữa, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình. Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy. Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết. Thiếu những dấu câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn không hay, không ý nghĩa. Nhưng đánh mất những dấu câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm, nhưng cuộc đời bạn cũng vô vị, cũng mất ý nghĩa như vậy. Mong bạn hãy giữ gìn dấu câu của mình, bạn nhé. Theo Hồng Phương. Ba con búp bê đầu tiên. Ngày đó, gia đình tôi rất nghèo. Ba làm thợ mộc, mẹ làm ở vườn ươm, nuôi anh trai tôi đi học và tôi, một cậu bé lên 5 tuổi. Anh em tôi không có nhiều đồ chơi, vài mẫu đồ gỗ ba cho xếp hình, mấy lọn tơ rối làm tóc giả để chơi biểu diễn thời trang mẹ xin ở xưởng. Hôm nào mà ba mẹ không bắt ngủ trưa là tôi phóng vọt sang nhà cái ngọc hàng xóm chơi ké. Nhà nó rất giàu, có nhiều đồ chơi và đương nhiên có cả những con búp bê. Lúc nào tôi cũng có mong ước có một cô búp bê như thế. Một hôm cha tôi bảo, hôm nay là ngày Noel, trước khi đi ngủ, con hãy cầu nguyện xin ông già Noel cho một con búp bê, điều ước sẽ thành sự thật. Sáng hôm sau, tôi hét toáng lên sung sướng khi thấy trong chiếc tất tôi treo ở đầu giường ló ra một cái đầu búp bê. Tôi dốc ngược chiếc tất ra, không phải là một đâu nhé, mà có tới ba em búp bê. Một bé trai bằng gỗ, một bé gái bằng vải tóc xoăn bạch kim và một bé gái nhỏ mũm mĩm bằng giấy bìa bồi. Có một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ em búp bê bé trai và anh tôi đã đọc cho tôi nghe những lời như sau. Bé Giang thân mến, dù cháu chỉ xin một con búp bê, nhưng vì cháu là một em bé ngoan nên ông đã cho cháu một gia đình búp bê. Hãy luôn ngoan và hiếu thảo cháu nhé. Ông già Noel. 15 năm sau, tôi đã lớn khôn, đã trưởng thành. Anh tôi cho tôi biết sự thật về sự ra đời của những con búp bê. Thì ra chẳng có một ông già Noel áo đỏ nào tặng quà cho tôi, mà có tới ba ông già Noel mặc áo màu đỏ là ba, mẹ và anh tôi. Tối hôm ấy, ba đã tỉ mẩn gọt đẽo khúc gỗ thành con búp bê trai. Mẹ cẩn thận chắp những mẩu vải vụn thành bé búp bê, còn anh tôi loay hoay cả buổi tối để làm xong con búp bê bằng bìa bồi. Những ông già Noel của con ơi, con thương mọi người nhiều lắm. Theo Nguyễn Thị Trà Giang. Giá trị của tình bạn. Ben là thần đồng âm nhạc. Từ bé, cậu đã được mẹ mình, một nhạc công chuyên nghiệp dạy chơi piano. Cậu chơi đàn với một niềm say mê và tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc. Cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng và trở thành thần tượng của nhiều người. Khi sự nghiệp của Ben đang lên như diều thì một biến cố lớn xảy ra. Mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của người thân duy nhất ấy khiến Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Cậu chìm trong đau khổ đến mức đôi tai không thể cảm nhận được âm thanh tiếng đàn. Cậu dần dần rời bỏ âm nhạc trong sự bế tắc. Lala là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Ben. Cô vẫn dõi theo cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn. Cô quyết tâm vực dậy cuộc sống của Ben, đưa cậu trở lại với âm nhạc. Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben. Cô kể vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn. Cô cùng Ben nghe những bản nhạc để đưa cậu trở về với âm thanh. Cũng chính cô là động lực để Ben đăng ký tham gia cuộc thi piano dành cho lứa tuổi 15. Cô hứa với Ben rằng mình sẽ là một khán giả cổ vũ hết mình cho Ben khi cậu thi. Vào ngày thi, Ben bước lên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó trong hàng ngàn khán giả dưới kia có một đôi mắt tin yêu đang dõi theo mình, có một đôi tai đang chờ đợi bản nhạc của mình. Và cậu đã say mê chơi nhạc, bản nhạc tuyệt đẹp dành cho tình bạn. Ngày đẹp trời. Một ngày mùa hè đẹp trời, trời nắng và ấm áp. Đối với chúng ta, mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp. Thực tế cần phải như vậy.
Nhưng chúng ta làm thế nào để ngày của chúng ta là một ngày tươi đẹp? Đó là một câu hỏi rất thú vị và cũng có câu trả lời hay cho câu hỏi đó. Trời nắng và ấm áp. Nếu chúng ta có thái độ tích cực khi chúng ta bắt đầu một ngày, thì ngày đó sẽ là ngày tươi đẹp đối với chúng ta. Tôi sẽ lấy một ví dụ và câu chuyện là hôm nay là một ngày tươi đẹp. Có một người đàn ông mù ngồi trên bậu cửa của một tòa nhà với một chiếc mũ đặt bên cạnh chân. Ông ta để một tấm biển trên đó viết: "Tôi là một người mù, xin hãy giúp đỡ tôi." Tuy nhiên chỉ có một vài đồng xu trong chiếc mũ của ông ta. Một người đàn ông đi qua, ông lấy từ trong túi của mình ra mấy đồng xu và bỏ vào chiếc mũ. Tối ông bảo người mù thay đổi biển đó đi. Người mù rất ngạc nhiên và hỏi: "Thưa ngài, vậy ngài có thể cho tôi biết ngài muốn viết gì lên tấm biển này không?" Người đàn ông trả lời: "Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng thật tiếc là tôi không nhìn thấy điều đó." Và ông ấy nói thêm: "Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi, tôi nói điều ông đã nói nhưng bằng cách khác." Người mù đồng ý, người đàn ông xóa dòng chữ và viết lại vào tấm biển. Sau khi viết xong, ông đặt tấm biển xuống để ai đi qua cũng có thể nhìn thấy. Chỉ một lát sau, chiếc mũ của ông ta đã đầy tiền. Rất nhiều người đã dừng lại cho người mù tiền. Buổi chiều, người đàn ông đã đề nghị thay đổi biển quay trở lại xem mọi việc thế nào. Người mù nhận ra tiếng bước chân của ông ta, nói lời cảm ơn chân thành: "Tôi vô cùng biết ơn ông vì ông đã làm cho ngày hôm nay của tôi trở thành một ngày tươi đẹp." Người đi tìm chân tướng sự sống. Tôi còn có thể sống được bao lâu nữa? Đó hầu như là câu hỏi đầu tiên của rất nhiều người sau khi biết mình mắc bệnh nan y không thể qua khỏi. Năm 1981, lúc 40 tuổi, Stephen Wonder, nhà sinh vật học người Mỹ, cũng đã thốt lên với các bác sĩ câu hỏi này khi ông biết mình đã bị ung thư. Những người mắc bệnh giống ông đều biết rằng khoảng một nửa trong số họ sẽ bị tử thần rước đi chỉ sau 8 tháng nữa. Họ than vãn đầy tuyệt vọng: "Thế là hết, tôi chỉ còn có 8 tháng nữa thôi." Nhưng Wonder thì khác, suy nghĩ của ông lúc đó là: "Chẳng phải ta vẫn còn tới 50% hy vọng đó sao?" Để có thể gia nhập vào nhóm người sống quá 8 tháng, Wonder đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia miễn dịch học về phương thức chữa trị tốt nhất. Ông nhận được từ họ câu trả lời: "Trong cuộc chiến với ung thư, yếu tố quan trọng nhất là tinh thần. Có được lòng tin, ắt sẽ chiến thắng mọi thứ." Vậy là Stephen Wonder quyết tâm dùng ý chí để chiến đấu với căn bệnh quái ác ấy. Ông vẫn tiếp tục công việc giảng dạy về địa chất, sinh vật học và khoa học lịch sử ở Đại học Harvard. Ngoài ra, Wonder còn đảm nhiệm cương vị chủ biên tạp chí khoa học, một tạp chí có uy tín nhất trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và là chủ tịch Hội xúc tiến khoa học Mỹ. Năm 1982, dựa vào những phát hiện khảo cổ, Wonder đã cùng với những người cộng tác với mình cho ra đời lý luận về nguồn gốc tiến hóa với các loài khác hẳn với thuyết tiến hóa truyền thống của Darwin, lý thuyết tiến hóa cân bằng giai đoạn. Tên công trình nghiên cứu của ông có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khoa học sinh vật đại dương và sau này những phát hiện mới phong phú của ngành khảo cổ đã càng chứng minh tính đúng đắn trong quan điểm tiến hóa có tính nhảy vọt của Stephen Wonder. Cuối cùng, sau khi hoàn thành tác phẩm nổi tiếng dày 1.500 trang có tên Kết cấu của lý luận tiến hóa, Stephen Wonder, nhà sinh vật học uyên bác của thế giới, đã qua đời tại New York ngày 20 tháng 5 năm 2001, hưởng thọ 60 tuổi. Như vậy, ông đã không chỉ lọt vào danh sách những người sống quá 8 tháng mà còn có thêm 20 năm cống hiến hết mình cho khoa học. Cuộc đời của Stephen Wonder là tấm gương sáng về một nghị lực phi thường, theo Vũ Bộ Tuyền. Học đàn, hãy học im lặng. Beethoven, sinh năm 1770, mất năm 1825, là nhạc sĩ thiên tài người Đức. Ngay từ khi còn rất nhỏ, ông đã trải qua những năm tháng khổ luyện cùng âm nhạc. Mỗi ngày, Beethoven phải học 12 tiếng với đủ các loại đàn. Sau 12 tiếng âm nhạc, cậu bắt đầu học thêm tiếng Latin và các kiến thức phổ thông khác. Cậu đàn mãi miết, ngón tay tê đi khi ngâm vào nước lạnh, mắt mỏi thì vã nước vào. Beethoven đã thực sự bỏ mọi trò chơi trẻ nhỏ để học đàn. Người thầy đầu tiên của cậu là một nghệ sĩ trong dàn nhạc. Trong tuần học đầu tiên, thầy giáo dạy cậu tính kiên nhẫn. Suốt cả tuần, thầy chỉ dạy cậu đúng một nốt nhạc. Beethoven đánh nốt nhạc, âm thanh vang lên, thầy hỏi: "Con thấy âm thanh lan xa tới đâu?" "Con không thấy ạ." "Con đánh lại đi và cố gắng nghe xem âm thanh này lan tỏa tới đâu." Cậu làm lại và chú ý lắng nghe. Cậu cảm thấy âm thanh dường như lan xa ra tận ô cửa sổ. Điều mà xưa nay cậu chưa từng thấy. Điều mới mẻ này khiến cậu phấn chấn. Cậu đánh tiếp nốt nhạc. Lần này dường như nó lan tỏa xa hơn ô cửa sổ. Nó hòa với bầu trời ngoài kia. Thầy giáo gật đầu: "Âm thanh của con đã tìm được sự tự do rồi. Hãy ghi nhớ, mọi bản nhạc đều được sáng tạo ra trong sự tĩnh lặng sâu nhất của tâm hồn. Hãy học sự im lặng đầu tiên."
Năm 8 tuổi, sau hàng trăm đêm miệt mài tập đàn, Beethoven đã có buổi biểu diễn trước công chúng. Sau buổi biểu diễn, khán giả đã phải trầm trồ. Đúng là cậu bé có nghị lực tập luyện. Không lâu sau, ông đã trở thành thần đồng âm nhạc thế giới, theo Uyên Khuê.